Vâng, em xin chào tất cả quý anh chị và chào tất cả mọi người nha. Hôm nay thì sản phẩm ngày hôm nay em giới thiệu đến cho mọi người là một lô đất tọa lạc tại xã Đắc Nia thuộc thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông nha. Lô đất này thì mọi người đang quan sát đây là cái sổ toàn bộ sơ đồ của lô đất nha. Lô đất này thì có tổng diện tích là 27.600 m² nha. Hiện tại thì nó có 7 kiến sổ nha. Mặt lô đất này thì ôm khoảng tầm 400 m. Gần xin lỗi mọi người, 200 m mặt tiền đường đá dăm, và bác chủ đã cắt ra thành 5 sổ, mỗi sổ khoảng 3 sào, 2 sào và 2 sào rưỡi nha, 5 sổ. Thì 5 sổ này thì mỗi sổ đều ôm mặt đá dăm và sâu ở trong khoảng tầm 100 m. Hiện tại thì lô đất của mình thì cách cái đường nhựa là khoảng tầm 400 m, và cách khu đông dân cư, trường học thì khoảng tầm hơn 1 cây số nha. Hiện tại thì lô đất của mình ôm view hồ khoảng tầm 50 m. Đây là con đường bê tông và nối con đường đá dăm để vào rẫy. Em đang di chuyển ra tới đường nhựa cho mọi người quan sát nhé. Em sẽ đi chi tiết cho mọi người quan sát cho nó dễ. Hiện tại thì lô đất của mình thì bác chủ đang mong muốn bán ra cái giá là 650 triệu trên 1 hecta có thương lượng nha. Đây là con đường từ đây về thành phố Gia Nghĩa thì 11 cây nha mọi người. Cách thành phố Gia Nghĩa là 11 cây rưỡi. Từ đầu đường này để về đến thành phố Gia Nghĩa là 11 cây. Còn đây là cái farm Phượng Vân. Ở lô đất này thì người ta đang làm cái khu du lịch và sinh thái và hồ câu cá nha, lông trại. Hiện tại là ngày hôm qua em đi là ngày chủ nhật nên rất là đông khách nha. Đấy, mọi người quan sát rất là đông, ô tô câu cá rất là đông luôn. Rất là đẹp luôn. Hiện tại thì bác chủ cần tiền nên bán gấp. Lô đất của mình thì với tổng diện tích là 27.000 m² thì trồng cà phê nhưng mà xấu nhá. Đây là con đường đá dăm nhá. Đây là cái chỗ mà bác chủ đã phân sổ ra đây nhá. Mỗi sổ khoảng, cái sổ lớn nhất là hơn 3.000 m² và cái sổ nhỏ nhất là 1.800 m² nhá. Và kèm theo đó là hai cái sổ phía trên là mỗi sổ 8 sào nữa nhá. Tổng diện tích là 27.600 m². Thì bác chủ đang mong muốn bán cái giá là 650 triệu trên 1 hectare có thương lượng, 200 mét mặt tiền đá dăm hiện trên sổ và kèm theo đó là khoảng tầm 60 mét mặt hồ. Địa hình đất thì đất dốc một chiều nhá, khoảng dốc từ 15 đến 20 độ nha mọi người. Trên đất thì bác chủ đã đặt sẵn một cái chòi farm này nhá, chòi nhỏ, và hiện tại thì chưa kéo điện và cách điện 3 pha thì khoảng tầm 500 mét thôi. Nên kéo điện rất là dễ dàng nha. Từ đây thì ra ngoài đường nhựa là 500 m. Xung quanh thì bác chủ để cỏ khá là rộng nên em chỉ bay nai cam để quan sát cho mọi người quan sát. Em đang đứng và đây là cái view hồ nó đất nha. Chỗ của bác chủ này thì cỏ không có ai làm nên cỏ dây mọc ra khá nhiều, nên mình sử dụng thì mình có thể dọn sơ là nó rất là sạch nha. Lô đất của mình thì nằm ở khu vực khá là dân cư khá là đông rồi. Từ đây mà ra đến chỗ dân cư buôn bán chợ búa là 1 cây rưỡi. Đây là cái chòi bác chủ xây nhá. Ngồi trên đây uống nước trà mà đàm đạo thì rất là thoải mái nha, khí hậu rất là mát mẻ. Hiện tại thì lô đất của mình cách thành phố Gia Nghĩa là 11 cây rưỡi và từ Sài Gòn mọi người lên mảnh đất này là khoảng tầm 235 cây. Từ lô đất mà ra đến trung tâm xã Đắc Nia là rớt vào khoảng tầm 5 cây 4 nha mọi người. Mọi thông tin về lô đất thì mong mọi người gọi về số điện thoại là 0987 326 906 hoặc kết bạn Zalo để em gửi sổ sách cho mọi người tham khảo nha. Đó, đứng ở trên này thì em dòm đã ra tới đường nhựa và khu dân cư đấy nha, khá là đông. Trường học cấp 1, cấp 2 và khu buôn bán sầm uất thì cách 1 cây rưỡi thôi nên rất là thuận tiện. Về thành phố Gia Nghĩa thì về còn khoảng 10 mấy cây thôi nhá, 12 cây. Giá của lô đất là 650 triệu trên 1 hecta có thương lượng nhá. Hiện tại thì lô đất này bác chủ đã trồng cà phê nhưng mà để bỏ hoang nên rất là xấu nha mọi người. Hiện tại thì xung quanh khu vực này thì em quan sát thì cà phê và sầu riêng thì rất là tốt luôn nha. Khu vực Đắc Nia này thì đất là đất trắng mỡ gà nhưng mà khá thích hợp với cây sầu riêng nha. Đặc biệt là lô đất này không có sỏi đá nha, đất trắng mỡ gà nhưng không có sỏi đá.
Nốt đất này thì theo ý kiến cá nhân của em thì mọi người hạ cấp trồng cây trái, kết hợp với farm view nghỉ dưỡng thì ok nhé. Tại thì có rất là nhiều mô hình phát triển theo hướng mà làm nông nghiệp sạch kết hợp với nghỉ dưỡng nha, thu hút những nhà đầu tư và khách du lịch thì khá là đông. Bởi vì cái mô hình này thì bên Lâm Đồng người ta đi trước thì Đắk Nông theo sau, nhưng mà em thấy khá là ok. Cà phê xung quanh thì rất là tốt luôn nha mọi người. Đặc biệt là năm nay thì cà phê rất là trúng giá, nhưng mà một cái điểm trừ và điểm buồn của bác chủ là không chăm sóc cây cà phê, trồng đông đặc cà phê được không chăm sóc, để cà phê vàng ươm như thế này rất là xấu. Đó, xíu nữa em sẽ bay nai cam chi tiết lại cho mọi người quan sát nha. Ở phía này trên này là cái đồi nha, từ đây lên tới đỉnh cái lùm cây phía trên kia là đất của mình. Đó, em đang đứng ở ngay cái mặt đường giao răng, từ đây ra ngoài tới farm Phượng Vân là một cây. Em sẽ bay nai cam lại chi tiết cho mọi người quan sát nha. Cái khu vực này là bác chủ đã tách ra 5 sổ nhỏ đấy nha. Đó, còn ở phía trên là 2 sổ nữa. Đó, phía trên này một sổ là 8 sào, và bên đây trái là một sổ 7 sào 7 nha. Đó, tổng diện tích là 27.600 m². Phía này là dốc nhất nha, cao nhất, nhưng mà view thoáng nhất, rất là cao. Đó, em sẽ quay nai cam lại cho mọi người ngắm tổng thể nha. Đó, cái hồ rất là đẹp luôn nha. Cái điểm trừ nô đất nếu mà trồng cà mà chăm sóc đẹp thì nó sẽ một màu xanh mơn mởn này, nhìn rất là bắt mắt nha. Và tạo đó là nguồn thu mình rất là tốt. Hiện tại thì sen sầu riêng hoặc mắc ca vào thì hai cây này thì đang cho giá trị kinh tế khá là cao nha. Em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian theo dõi. Em xin chào và hẹn gặp lại.